Ukraine đã tạm dừng khiếu nại Ba Lan, Hungary và Slovakia lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO và đang nghiên cứu giải pháp phức hợp cho tranh chấp thương mại giữa Kiev với các thành viên Liên minh châu Âu EU này. Và đây là thông báo vừa được Thứ trưởng Bộ Kinh tế Thương mại Ukraine đưa ra ngày hôm qua. Theo quan chức này, Ukraine nhận thấy vấn đề sẽ được giải quyết trong những tuần và tháng tới. Do đó, trong khi Kiev đang tìm kiếm một giải pháp thiết thực, các tranh chấp của Ukraine tại WTO hiện tạm dừng. Phản ứng trước động thái trên của Ukraine, người phát ngôn chính phủ Ba Lan hoan nghênh việc giảm căng thẳng, đồng thời bày tỏ mong đợi các hành động mang tính xây dựng hơn nữa từ phía Kiev để phát triển mối quan hệ phù hợp về các vấn đề nông nghiệp. Trước đó, ngày 3 tháng 10, giới chức Ba Lan và Ukraine đã nhất trí đẩy nhanh hoạt động vận chuyển ngũ cốc của Ukraine qua Ba Lan sang các nước thứ ba. Đây là bước đầu tiên trong tiến trình giải quyết mâu thuẫn giữa hai nước láng giềng về vấn đề ngũ cốc. Ông Putin xác nhận đã tìm thấy mảnh lưu đạn trong thi thể Tsung Nơ. Ngày mùng 5 tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói trong diễn đàn Câu lạc bộ thảo luận Vandai ở thành phố Sochi. Người đứng đầu ủy ban điều tra đã báo cáo với tôi vài ngày trước, mảnh lưu đạn được tìm thấy trong thi thể các nạn nhân trong thảm họa hàng không. Không có tác động nào từ bên ngoài lên máy bay. Các nhà điều tra Nga trước đó cho biết, họ đang xem xét tất cả các kịch bản trong vụ rơi máy bay chở Tsung Wagner, Yevgeny Prigozhin vào hồi tháng 8, bao gồm cả khả năng giết người có chủ ý. Ông Putin không cung cấp thêm thông tin chi tiết về cách một hoặc nhiều quả lựu đạn có thể được kích nổ trên máy bay. Xong, ông chỉ trích các nhà điều tra vì đã không kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với ông Prigozhin và chín nạn nhân còn lại trên máy bay. Tổng thống Nga cho biết, việc xét nghiệm máu để kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đã không được thực hiện. Theo tôi, một xét nghiệm như vậy đáng ra phải được tiến hành. Chúng tôi biết sau vụ nổi loạn của Wagner, cơ quan an ninh đã tìm thấy không chỉ 10 tỷ USD tiền mặt mà còn cả 5 kg cocaine. Trước đó vào ngày 23 tháng 8, chiếc máy bay tư nhân Embraer chở Prigozhin đã bị rơi ở tỉnh Tver, khiến toàn bộ 10 người trên khoang thiệt mạng. Vụ rơi máy bay diễn ra 2 tháng sau cuộc nổi loạn hồi cuối tháng 6 của ông Prigozhin và các tay súng Wagner. Sau vụ tai nạn, ông Putin mô tả, ông Prigozhin là người phạm phải những sai lầm nghiêm trọng trong đời, thế nhưng cũng đạt được những thành tựu. Đồng thời, Điện Kremlin bác bỏ ý kiến cho rằng họ có liên quan đến tai nạn máy bay của ông Prigozhin và các thành viên Wagner. Trong khi đó, theo American Nation, quân đội Ukraine đã điều chỉnh hệ thống tên lửa đất đối không S-200 thành tên lửa tấn công các mục tiêu mặt đất tầm xa. Việc cải tiến dòng tên lửa này đánh dấu bước phát triển đáng kể về năng lực quân sự của Ukraine, cũng như hiện thực hóa mục tiêu nội địa hóa việc sản xuất thiết bị quốc phòng của quốc gia này. Phiên bản S-200 cải tiến này nặng khoảng 7,1 tấn và có thể mang đầu đạn nổ hoặc đạn phân mảnh, có sức công phá mạnh, nặng tới 217 kg. Tên lửa được trang bị động cơ tên lửa nhiên liệu lỏng 5D67 và sử dụng 4 tên lửa đẩy nhiên liệu rắn tách ra sau khi phóng. S-200 còn được tích hợp hệ thống định vị GPS và hệ thống dẫn đường quán tính để gia tăng độ chính xác. S-200 có tầm bắn từ 250 đến 300 km. Quân đội Ukraine cũng sửa bệ phóng để tăng tính cơ động của tên lửa, biến nó trở thành vũ khí linh hoạt hơn. Hệ thống tên lửa phòng không S-200 bao gồm một tên lửa 2 tầng với hệ thống dẫn đường bằng radar bán chủ động. Tên lửa này có nhiều biến thể khác nhau, bao gồm 5V21, 5V28 và 5V28V. Biến thể 5V28V là phiên bản tiên tiến nhất với chiều dài 10,8m, trọng lượng 7,1 tấn và mang đầu đạn nặng 217 kg. Tên lửa có thể đạt vận tốc tối đa lên tới Mach 8, tương đương 9.800 km/h và có thể tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách 300 km và độ cao 40 km. Quan chức Donetsk nêu số lượng binh sĩ Nga đang bị Ukraine giam giữ. Mới đây, nhà lãnh đạo vùng ly khai Donetsk đã tiết lộ số lượng quân nhân Nga mà Ukraine đang bắt giữ. Đồng thời, ông khẳng định rằng Moscow còn đang giam giữ nhiều tù binh Kiev hơn. Hãng tin TASS đưa tin, lãnh đạo chính quyền thân Nga ở Donetsk, ông Denis Bucilin cho biết khoảng 500 thành viên của lực lượng vũ trang Nga vẫn bị Ukraine giam giữ. Quan chức này cáo buộc Ukraine không sẵn sàng cung cấp thông tin về những binh sĩ Nga mà Kiev đang giam giữ. Do vậy, rất khó để có được các thông tin về những tù binh này. Bên cạnh đó, ông Vosilin cho biết, số lượng binh sĩ Ukraina mà Nga bắt làm tù binh vào khoảng vài nghìn, những con số này là không thể so sánh với nhau. Theo người đứng đầu vùng ly Donetsk, các tù binh Ukraina bị giam giữ tại các cơ sở hình sự trên khắp nước Nga. Ukraina hiện vẫn chưa bình luận về các con số mà ông Pusilin cung cấp. Kể từ khi chiến sự giữa Nga và Ukraina bùng phát từ hơn 19 tháng trước, hai bên đã tiến hành nhiều cuộc trao đổi lẫn nhau tù binh. Vào hồi tháng 7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đặt mục tiêu Kiev sẽ hồi hương tất cả các tù binh mà Nga bắt giữ. Vào hồi tháng 9, Ủy viên Quốc hội về nhân quyền của Ukraine nói rằng Ukraine phải đối mặt với các vấn đề trong quá trình nói trên vì Nga đang giam giữ nhiều tù binh hơn Ukraine. Sau đó, người đứng đầu Tổng cục Tình báo chính Ukraine cũng cho biết hiện nay Kiev đang đối mặt với thách thức trong nỗ lực trao đổi toàn bộ tù binh với Nga. bộ trưởng quốc phòng nga sergei shoigu đã đến thăm trung tâm huấn luyện quân sự ở phía nam nơi các huấn luyện viên đang chia sẻ kinh nghiệm chiến đấu trong chiến dịch quân sự đặc biệt theo đài rt của nga bộ trưởng shoigu đã quan sát các binh sĩ và tình nguyện tòng quân thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau bao gồm các cuộc tập trận bằng máy bay không người lái uav để tiêu diệt các mục tiêu giả định của đối phương thông cáo báo chí do bộ quốc phòng nga cho biết người đứng đầu trung tâm huấn luyện của quân khu phía nam đã báo cáo với ông shoigu rằng các binh sĩ đang thực hành đa dạng các kỹ năng bao gồm sử dụng nhiều loại vũ khí chiến thuật điều trị y tế và ứng dụng uav trên chiến trường vị quan chức này nói với bộ trưởng shoigu rằng tất cả các huấn luyện viên này đều có kinh nghiệm chiến đấu trong hoạt động chống lại lực lượng ukraine đồng thời ông cho biết các học viên đang thực hành sơ tán những người bị thương khỏi phương tiện chiến hào cũng như tổ chức liên lạc trong chiến đấu tấn công theo bộ quốc phòng nga các binh sĩ tập trung thực hành kỹ năng sử dụng máy bay không người lái trong nhiệm vụ trinh sát phát hiện mục tiêu và tấn công sĩ quan phụ trách huấn luyện đã trình diễn cách sử dụng máy bay không người lái để tiêu diệt phần cứng của đối phương trong hoạt động thực hành tấn công mục tiêu, mỗi binh sĩ bắn hơn 500 viên đạn từ súng trường tấn công và súng máy, 300 viên đạn từ súng phóng lựu tự động, cũng như sử dụng súng phóng lựu chống tăng và súng phun lửa bộ binh đẩy tên lửa. Ông Saigu cũng cảm ơn các nữ y sĩ đang hướng dẫn cách sơ cứu và những kiến thức cần thiết trong y học chiến đấu cho các binh sĩ và tình nguyện viên. Trước đó phát biểu tại một hội nghị hôm 3 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Saigu nhắc lại rằng Nga không có kế hoạch huy động bổ sung quân. Chỉ trong tháng 9, trên 50.000 công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự tình nguyện. Theo vị quan chức này, trên 335.000 người đã tình nguyện nhập ngũ kể từ đầu năm nay. Trong ngày 5 tháng 10, nhà chức trách Thái Lan đã bắt 4 đối tượng bị cáo buộc đã bán súng và đạn cho nghi can 14 tuổi trong vụ nổ súng tại trung tâm thương mại Siam Paragon ở thủ đô Bangkok, cách đây 2 ngày khiến cho hai du khách thiệt mạng và 5 người bị thương. Trong số 4 đối tượng bị bắt, có hai người là bố con bị bắt ở tỉnh Yala, miền nam Thái Lan vì tình nghi bán súng cho nghi phạm nổ súng và đã được di lý đến Bangkok để thẩm vấn. Hai đối tượng còn lại bị bắt giữ tại thủ đô với cáo buộc bán đạn cho nghi phạm. Trước đó, nhà chức trách Thái Lan đã đưa ra 5 cáo buộc hình sự, bao gồm cả tội giết người có chủ ý đối với nam nghi phạm 14 tuổi trong vụ nổ súng. Những cáo buộc khác gồm âm mưu giết người, sở hữu súng trái phép, mang súng trái phép ở nơi công cộng và nổ súng nơi công cộng. Thái Lan hiện có tỷ lệ sở hữu súng cao và từng trải qua nhiều vụ nổ súng gây thương vong lớn. Theo đó, vụ việc tại trung tâm thương mại Siam Paragon xảy ra chỉ vài ngày trước lễ tưởng niệm mùa năm, ngày xảy ra một trong những thảm kịch đẫm máu nhất trong lịch sử Thái Lan hiện đại, khi một cựu sĩ quan cảnh sát dùng dao và súng tấn công một nhà trẻ ở miền Bắc Thái Lan, sát hại 24 trẻ em và 12 người lớn.